Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục hôm nay là cũng là một cái con game là Era of Logankia. Hôm nay mình sẽ review ba cái nhiệm vụ mà cái mốc khó nhất đó là cái nhiệm vụ 11. Hiện giờ là mình đang làm nhiệm vụ cấp 9 thì mình sẽ giết 150 con ở cái map là Ebelan. Và các anh em bấm vào cái phần nhiệm vụ là các anh em sẽ biết nha. Nhiệm vụ cấp 9 nè của mình là sẽ tiêu diệt những cái con ong nè. Ở đây là mình tiêu diệt được 64 con rồi nè anh em. Và tiếp theo nhiệm vụ cấp 10 là các anh em sẽ giết, các anh em sẽ hạ được những cái con quái lít 200 con tại Ebelan. Và cái nhiệm vụ 11 là cái nhiệm vụ là Mirale Box. Thì Mirale Box này là cái gì thì một chút xíu nữa mình sẽ làm cho anh em xem luôn. Và sẵn đây mình sẽ nhập một cái code fan cứng là để xem mình nhận được cái gì. Một cái code thường và một cái code fan cứng. Code fan cứng là các anh em sẽ được ghi danh cái fan cứng ở một cái group của cái con game là Oplogenkia, thì người ta sẽ tặng cho anh em riêng ở một cái fan cứng, đó là một cái code riêng. Người ta sẽ add tự add vào cho anh em chứ anh em không có cần xin đâu. Và cái một cái code thường á thì các anh em bấm vào trong đây nè, các anh em bấm vào trong cái phần là rip code. Ở đây là mình nhập một cái code thường thì anh em nhập là AGE rồi 4 số 8. Còn cái này là cái rip code, này là cái rip code của fan cứng nha anh em, nên nó có một cái chỉ số là nó sẽ khác với một cái code thường. Thì mình vào cho anh em mình nhận luôn cái code fan cứng là nó sẽ được cái gì cho anh em biết ngay và luôn nha. Đây là một cái mã code dành riêng cho fan cứng, các anh em sẽ nhập đúng thôi nha. Nếu người ta viết qua thì các anh em viết qua, người ta viết thường thì các anh em viết thường. Thì mỗi một người là sẽ có một cái mã code riêng dành tặng cho fan cứng nha. Thì mình sẽ bấm vào ở đây nè, nhận gift code thành công thì ra ngoài đây mình sẽ nhận được cái gì đây. Các anh em cũng bấm vào cái hình nhân vật vào cái gương sự kiện. Cái gương sự kiện thì nó cho chúng ta là quà tặng nè, qué quảng trường quỷ nè và qué quyết lầu, khá là ngon nha. Mình sẽ lấy nè. Ngoài cái đó rồi không biết còn cái gì hay không nữa, rồi không còn cái gì luôn. Qua kèm theo cái đó là mình sẽ có một cái lượng boost anh em à. Boost đây mình sẽ có một cái boost HP hoặc cái boost mana nha, chứ không còn cái boost gì thêm. Qua cái gen á, nó sẽ cho chúng ta là 100 triệu gen nha anh em. Của mình chỉ có được 65 triệu thôi, bây giờ nó lên là 100 triệu gen kèm theo hai cái vé đó. Qua như cái mình đã nói cho anh em, chia sẻ review cho anh em biết rồi, mỗi một cái con nhân vật khi mà mình tạo mới từ 15 tới 17 hoặc là tới 20 có khi là hơn, thì cái con mới của mình farm á là sẽ được 22B nè anh em. Là cái con MG mà mình mới like hồi tối và mình mới up video hồi tối luôn, là mình farm tới giờ hôm nay á là mình sẽ được là 22B à. Còn ở bên cái con MG mình chưa chuyển qua nữa nha. Còn 50B kia mình đã bỏ vào trong gương rồi nha anh em. Như vậy mỗi khi lập một class thì các anh em sẽ kiếm đâu đó sẽ hơn 20B. Nghe cái thông tin đồn đoán là nó sẽ có giới hạn ID, một ID chỉ được 5 mạt thôi, nhưng cái đó cũng không quan trọng anh em. Anh em có thể là fit ID được nha. Đây là một cái của fan cứng được 100 mét, mua cho nó dễ nha. Và tiêu diệt cái nhiệm vụ số 9 này á thì mình gần hoàn thành xong rồi anh em ơi. Bên gạt MG của mình là có thêm 3B nữa. Như vậy tổng cộng là khi mình tạo mới cái con MG này trong vòng 24 tiếng mình đã farm được là dõng dạng là 25B anh em à, khá là ngon lành luôn. Còn gen thì ở một cái lượng gen cũng khá nha, chứ không ít đâu. Thì như vậy anh em có thể là đổi đời máy liên tục nha, có thể là mượn máy là anh chị em cô dì chú thím, mượn tất cả trong dòng họ đây anh em. Mỗi một cây đi, như ví dụ nó giới hạn đi thì các anh em cũng được 5 hạt mà mình mượn hết cái dòng họ là nó đâm ra nhiều lắm nha anh em. Thì như vậy bơi các anh em cài thoải mái luôn. Vì người ta cài chay thì người ta không có đầu tư vào cái nguồn lợi đó là boost item 100%, mà các anh em chỉ cần tạo nhân vật các anh em sẽ được boost item 100% trong 24 giờ, thì nó rất là ngon. Hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đi tiếp cái nhiệm vụ số 10, đi tìm nhiệm vụ số 10 anh em ơi. Nhiệm vụ số 9 và nhiệm vụ số 10 thì nó sẽ sát một bên với nhau. Thì ở đây mình sẽ farm nhiệm vụ số 10 xong rồi mình vào mình sẽ test luôn cái nhiệm vụ số 11 mà nhiều anh em đặt cái dấu chấm hỏi. Làm về nhiệm vụ đi bạn ơi, làm về nhân vật này đi bạn ơi, làm về nhân vật kia đi bạn ơi. Thì nhiều cái bình luận đã comment inbox với mình rất là nhiều luôn. Và nhân vật thì mình hẹn anh em lại một cái clip sau mình sẽ làm về con nhân vật khác nha. Thì mình đã làm con DL nè, và đã làm con MG nè, đã làm cái con GF nè. Tiếp theo nữa thì mình sẽ làm cái con DK, test cho anh em xem là DK ở giai đoạn đầu nó farm ra sao của cái con
con game này, thì mình thấy cái con MG farm tốt, cái con DL farm tốt, chỉ có là cái con GF là nó farm hơi tệ chút xíu thôi nè. Vì cái hội GF này á, nó không cho cái lượng đam quá cao, vì mình phải phân bố điểm ra rất là nhiều. Điển hình như cái con DL của mình á, mình chỉ phân bố vô dọn dạng chỉ có là 2-1 thôi. Các em thấy nè, chỉ có 2-1 thôi nha. Một cái một là sức mạnh và một cái một là năng lượng thôi. Còn nhanh nhẹn thì chúng ta tầm khoảng là 500 tới 700 đảo lợi thôi. Cái đó là mình khuyên thật anh em. Còn nếu mà anh em có một cây công cụ vũ khí mà nó sẽ hồi được mana thì các em hãy chơi. Kinh ở thời gian đầu thì các em chỉ cần lấy hồi mana thôi, không cần lấy gì thêm nha. Còn cái con GF thì chúng ta phải phân bố rất nhiều. STG thì mình phải cộng đâu đó tầm khoảng là 1k hơn để lấy cái lượng đam xuyên giáp nè. Và anh ghi có người thì nói với mình test 4.000 vô anh ghi đi ba cần câu nó sẽ có đam khác. Và có thêm một anh nói là vừa anh ghi và vừa HP, thì mình thấy là cái dòng HP thì nó đã cho ra một cái lượng đam cũng tương đối ổn rồi, nhưng mà mình chưa có chia đều ra là HP với anh ghi, tại vì nó phân bố điểm ra rất là nhiều. Cái mana nó cũng cộng, HP nó cũng cộng nè, anh ghi nó cũng cộng, thậm chí là STG nó cũng cộng luôn nữa, thì lấy đâu ra đam anh em ạ. Thì như vậy nó sẽ có một cái phần nào đó là thiệt thòi hơn, đam nó bé hơn. Không biết về late game là nó sẽ như thế nào, nhưng ở đầu game là mình thấy nó rất là cực luôn. Đang làm nhiệm vụ làm sao mà BT được anh em. Hiện tại BT càng nhiều thì S của anh em lên càng cao. Con của mình đó thì chỉ lên được là reset 9 và 9 master thôi nha anh em. Nếu mà có phần master rồi á thì anh em có thể làm cộng master vào trong năng lượng đặng cho nó giảm hồi năng lượng của mình nha. Ok, sắp sửa xong nha. Và như vậy là đã xong cái nhiệm vụ mời anh em ơi. Vào nhận nhiệm vụ mời thôi. Và tiếp theo nè là mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ này cho anh em xem. Ba boss ở đây là mình sẽ bấm vô nha. Anh em muốn làm cái nhiệm vụ 11 nè, điều đầu tiên là các anh em phải có những cái nguyên liệu như gì đây. Mình sẽ về cái map mình bán những cái này để là mình tích điểm cho anh em xem. Mình sẽ về cái map Logenkia để mình tích điểm cho anh em xem nha. Ở đây cái lượng điểm của mình đây, lượng điểm của mình đang có là 306 nè. Để mình xây hết là xem nó được bao nhiêu nha. Mấy cái nào mà không dùng thì các anh em cứ việc bán nha. Khi mà mình bán xong nó đợi là có một điểm nè, một điểm bán đồ S nè. Nó sẽ đợi cái dòng ở dưới nha, anh em nhìn kỹ cái dòng ở dưới nha. Nè, có thêm một điểm nữa nè. Thì mình bán đồ S nó rất là nhiều hôm nay, tại vì mình cấm anh em. Thì có đồ S ra bao nhiêu thì mình bán hết nhiều nha. Cái đồ nào thích thì mình chừa lại, còn đồ nào không thích không chừa. Con nào nhân vật của mình chơi thường á, còn mà không chơi thường á, để chia cho chặt gương anh em. Với mấy cái đồ này á thì nó cũng không có quan trọng lắm, tại vì mình ném ra là có những cái món đồ nó khá là ngon rồi. Các anh em thấy cái này nó rất là đẹp không? Nhưng mà bán luôn nha, tại vì cung nữ thì mình cũng chưa có chơi đâu. Làm nhiệm vụ là mình đã có được một boss nè anh em. Mình vào trong đây để mình xây nha. Bắt đầu là mình quay đây, được một chao nha anh em ơi. Lần đầu tiên là được một chao nha. Ở đây được chao cộng một đây. Tiếp theo nha anh em, ba lần xây lần hai chao nha anh em. Tiếp theo nè là được một b. Sao nó không ra mấy cái này mà nó ra toàn là cái gì không hả anh em ơi? Được một b nữa nha. Thì còn một cái phát cuối mình sẽ quay nốt luôn nha anh em. Anh em có thể là tích đồ ép các anh em lên trên đây quay để kiếm nguồn thu nha. Và được một chao nữa, như vậy mình dọn dẹn mình được là 1, 2, 3 chao nha anh em. Mình sẽ khảm lại, có chao rồi thì chừng nữa mình sẽ tiến hành, mình sẽ quay win nộm 1 cho anh em xem. Và nó còn thiếu like anh em ơi. Chừng nữa nếu mà có like mình sẽ xây cái win 1 nha. Mình sẽ mở những cái này cho anh em xem. Bấm vào trong đây nhận cái này trước đi để mình nhận huy chương luôn. Và ở đây các anh em tới một cái nhiệm vụ 12 thì các anh em sẽ tiêu diệt cái con là Assassin 200 con tại ở bên là Davia. Thì mấy con này nó rất là dễ rồi, các anh em chỉ cần nhấp vô nó sẽ tự tìm tới luôn. Các anh em khỏi cần đi kiếm từ con, nhấp vô là sẽ tự tìm tới. Thì mình sẽ quăng những cái này ra là mình sẽ được những cái gì đây. Cái này là được gen nha. Các anh em thấy gen của mình nó đã lên rất là cao không? Được một cái áo của GF nè, cộng 9-3 sao. Những cái món nào mà anh em cần chơi thì các anh em chừa lại nha. Còn những cái món nào mà các anh em không chơi, các anh em có thể là bán để mình lấy gen. Các anh em thấy gen của mình lên rất là nhiều không? Cái đó là cái nguồn lợi nha anh em. Thêm được một cái chân GF nè, 7 sao. Ủa lộn, cộng 7-3 sao. Thêm một cái tai đồng nha. Tay đồng thì mình không cần đâu, tại vì ở đây là mình còn thiếu hai món, một cái áo với một cái mũ nữa là mình sẽ kích cái dòng ẵng lên nè anh em. Sẽ kích được một tăng cái lượng máu 2000 và tỷ lệ phòng thủ cộng thêm là 560. Thì còn thiếu hai món nữa nha. Anh em nào có thì có thể là trao đổi với mình nghe anh em. À vừa mới nói luôn anh em ơi, vừa mới nói luôn là có được một cái mũ của châu xanh. Khi sửa xong á thì các anh em lại đưa vào, ngon chưa? Nhưng mà nó hơi tối chút xíu, nó chỉ là có cộng 8 thôi. Và cái này chỉ có là tăng lượng HP của mình lên là 2000. Còn cái này nó là tăng lượng HP 2000 nè. Cái quần này là tăng lượng HP 2000 luôn. Ngon chưa anh em? Rất là ngon nha. Còn cái mũ đồng này á thì tăng cái lượng HP lên 1000 và phòng thủ cộng 100. Nên anh em có thể là chừa lại cũng được, và các anh em có thể là bỏ cũng được. Ra cái gì luôn rồi anh em ơi, không có rồi nha. Quốc hợp cung đun này luôn. Nhặt được một cái kiếm gì đây? Một cái kiếm là nó chỉ có là gia tăng tốc độ, chỉ có cộng 7 thôi, không cần thiết nha. Không cần thiết thì cứ việc bán để mình tích điểm mình xây, mình kiếm đồ nó ngon hơn nha anh em. Thì cái này mình sẽ bán đây. Cái chân này á thì hình như là mình còn, cái áo này mình cũng còn luôn. Cái này thì bán này, bán lên
lên gen cao lắm nha anh em, chứ không ít gen đâu. Anh em có thể là chừa đây, những anh em nào chơi GF với DK thì có thể là chừa lại, đồng quá thì mình chuyển qua cho DK, còn châu xanh đó thì mình để cho cái con gì đó mình để. Qua như vậy thì mình đã hướng dẫn cho anh em là nhận một cái gift code fan cứng nè. Qua nhiệm vụ khó nhất là ở mức là 11, nó sẽ có những cái mức khó khác nhau thì từ từ anh em tìm hiểu nha. Qua mình làm tới đâu mình sẽ làm clip review chia sẻ cho anh em tới đó nha. Qua clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.